Hôm nay anh ra chạy đó mọi người. Ai nè, hôm anh ra chạy đó mọi người ơi. Lại biết đi, để không lại biết. Đuôi gà cả nhà ơi. Vô. Nóng quá. Ngon mọi người ạ. Hello cả nhà. Bây giờ hai anh em Hùng đang đi xe đạp ra biển. Bây giờ là 11 giờ đêm rồi. Hôm nay sẽ có một trải nghiệm là sẽ ăn uống và ngủ ngoài biển nha mọi người. Bây giờ Hùng với lại Quang thì sẽ bắt đầu đi ra biển. Thì tí nữa sẽ đến cái địa điểm mà cần đến ấy. Thì Hùng sẽ quay tiếp nha mọi người. Bây giờ là còn đi thì xa lắm ấy. Xe phải mất cả hơn 30 phút đấy mọi người. Mọi người tí nữa đợi xem nha. Hello. Mọi bên nhau bạn nhé. Đưa tay đây nha. Ok mọi người, đến nơi rồi. Giờ tạm gác đồ đạc ở đây đã. Giờ hai anh em sẽ ăn xối. Mọi người xem này. Đây. Mì 1 giờ 20. Đây là xối mọi người. Làm tỷ xối đó lọt già đã. Rồi bắt đầu sẽ cống chiến sao. Ăn đi, ăn đi. Cái nhìn mồm. Ok bây giờ là sẽ đi kiếm củi nha mọi người. Sẽ đi đây. Thì có mấy cục đá này sẵn hồi tí sẽ nướng ở đây luôn. Đây là những cái chỗ mà người ta cũng đã nướng đồ rồi. Củi đây. Thằng cô em Quang nó đang đi kiếm ngoài kia. Đây cũng tí nữa chúng ta sẽ nướng đồ đây. Làm cái bếp. Cho cái giá lên đây để ta nướng. Rồi cô em Quang nó đi kiếm được ít củi rồi mọi người. Đi đi. Rút vào đây. Đây củi đây chứ đâu. Đó. Xa. Muốn ăn thì phải lăn thôi nha. Củi à. Hùng với nốc vào đây. Nani?
Vì kệ, người nhà tới thì em mời người ta chuyện luôn. Rạch quen biển mời. Cái tối có ai này. Quen biển mời nhé. Cho thấp thôi không, tí nó bằng cái kia mà. Cái to nó chạy hết đi. Thì nó tham lên nữa. Để cái cháy rồi giờ anh. Cái cháy rồi giờ cho nó dễ. Đó, để vào đây, để. Chưa chi nhọn lên để cho nó ra than cái đã. Tan tan nè. Để cái que tươi vào giờ, cái que tươi đấy, que tươi. Biển cái này tươi tươi quá. Rồi xương đó. Rồi có cảm luôn. Cả chủ đề muốn với rau sống này. Một tí rửa này. Đâu, có cá đây. Cá biển. Đó, mình ăn đơn giản thôi. Hai anh em thôi nên là không ăn nhiều mọi người nha. Thôi đi, cứ đi rửa rau này. Rồi. Đây. Đi. Có cả một cái vòi nước luôn mọi người. Lấy cái túi hồi tí đừng rau với lấy đồ trong này lại lắm. Đi ăn bùi. Ăn bùi mù bơ nha mọi người. Rửa chuột trước. Đè xuống, đè vô. Có thế. Đè mình giang cái gì. Rất là hay luôn mọi người. Đang cho lửa chạy ở dưới á. Hồi tí nữa nó được than rồi thì ta sẽ xuống nướng đâu. Còn chứ ở đây là nướng ạ. À, rửa đã ráo rồi ạ. Bỏ đây này. Đó, sao mượn. Ok mọi người, bây giờ cho vị lên mọi người. Đó, anh kêu đầu nào đấy? Rồi, đều nào được hết á. Để trắng cho băng cho nó khỏi rớt là được. Tự kế thế nào để cho nó, cái vị nó không bị đổ á. Chứ được. Rồi, cho gà lên. Cái con gà nào làm gì? Đó, bên kia. Có nước. Bỏ xích ra. Đang còn lửa này, lửa nó chảy đó. Quăng, quăng. Đi. Rồi, bẻ ra. Ui, nó gòn lại tí. Cho nó xích luôn gòn lại một tí. Ít rau đấy nè. Nữa. Có kìa. Để cái tay. Nước cái vị này lên. Nó nóng đâu. Mình hỏi. Sẽ chết. Nhưng đem ra đảo bạn mẹ. Rồi lấy xương. Lấy xương về lấy một vị xương. Bên kia. Đây, trước mặt đây. Có. Lấy đũa. Bỏ ra anh được. Kéo rớt kìa. Xương. Xương nướng. 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 Cái gì? Xương nướng. Xương nướng. Ừ, còn lượng này. Hồi tí cầm cái đũa phải trở liên tục. Biết nổ đâu ấy. Chú bỏ bên đây này. Để bên này cho 1-2 miếng cá. Mình để. Để thì ra vỏ. Không được, lấy ra. Rồi lấy cá luôn. Lấy đũa, đũa, đũa nó cái bảo chỗ bát đũa ấy. Ui ôi, cái dầu mỡ của cái nên chảy ra. Trợ coi. Ôi trợ. Đây là cá này là cá thú nha mọi người. Ui ôi, chưa bắt đầu
dầu mỡ của trong cái thịt nó ra nó chạy. Nhìn 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 nhìn, ta không nhìn lên. Nó chạy cả chạy thịt đi này. Đây là một trải nghiệm rất là hay. Kìa kìa, máu lên cả chạy thịt cậy cả. Chạy. Có mấy cục thịt đi. Còn lâu với cháy, còn lâu. Ờ chưa. Có dâu xuống nó nhấn lửa nó tạp lên nhấn chạy lắm. Thịt nó chưa chín mà đã chạy rồi. Mua thằng thẳng nó nóng quá. Lại cái, có cái kẹp nữa. À có kẹp à? Kìa kìa. Ờ bên cái túi bên kia kìa. Không đi gà. Nhưng mà ra đây không nhìn thấy đồ ăn đâu, nhìn thấy mỗi anh thôi. Phải xuống gần để nhìn đồ ăn. Chửi quá to. Đây, anh Hùng chửi quá nhưng mà anh Hùng thể hiện nhưng đó là gì? Vẫn cháy to. Cháy to thì do dâu mỡ ở trong cái thịt ra. Ra chạy rồi mọi người ơi. Ăn gà chạy cơ. Đấy không được. Chạy nhanh luôn. Chờ ăn cuột đấy, nhẹ nhàng không? Không anh cho hẳn lên nhắc bên ngoài đi. Khỏi con gà ăn nhắc bên ngoài đi. Anh vất ra đấy tí em đi chân đất lại ăn. Đổi gà cho nướng bên này này, đổi cho nướng bên này cho nó lọng. Đổi gà này nó lọng đổi cho nó lọng. Bạn, hôm nay ăn gà chạy đâu mọi người. Ai nè em không ăn gà chạy đâu mọi người ơi. Lấy bía đây, để không lấy bía. Đây xương gọi mờ nhất này. Ăn xương. Xương chảy. Nhất tấm đâu anh? Cho ra một vị trí khác đi, trở lại cho nên kiểu chỉ đều ấy. Thank you.
cần bán không? Cần. Em bội gì cầm ra thì được không? Không, gì cũng không được nhé, vì được sau em làm cho anh em. Biết đi kìa, chị xì luôn ấy. Tết sườn đi. Sườn nhá. Thì hôm mới mà mới miệng sườn của thằng em Quang không nướng nhá. Em cháu đi chắc về hai anh em góp tiền mở nhà hàng quá. Nướng hơi bị ngon lắm mọi người ạ. Sườn giá trị lắm. Để không chậm. Ăn với rau sống. Tay em Quang rửa luôn toàn đồ của thằng em làm hết. Nhập chậm ngón chứ. Lá hấp biên á. Lá hấp biên anh uống một mình đi. Mơ mơ mơ. Corona. Uống bia này rất là ngon. Để đấy xương khỏi mơ nhé anh. Đẹp mà. Rồi anh xong. Sau đặt cái vào ấy. Em nghĩ là phải tính tha này nhỉ? Không. Được không? Ra đây. Ra chỉ nó mọi người ơi. Không. À. Dài. Quá. Một thằng một đuôi thôi. Ăn một thằng một cái đuôi thôi mọi người ạ. Không ăn nhiều. Con này. Ôi được này. Quang ơi cứu tao. Nó phải hết lên rồi à. Mời mọi người ra ra. Khỏi lên về đây rồi.
được cơ. Hả? Ăn uống xong xuôi rồi, bây giờ là dọn dẹp để đi về thôi. Có thể là xuống biển chơi tí. 1:25 sáng. Hai anh em ăn ăn uống no say rồi. Khoảng tầm 2 giờ là về đến nhà nha mọi người. Tí nữa ra ngắm biển tí hả. Dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị đi về. Ok, cảm ơn mọi người nhá. Rất là vui hôm nay có cơ hội đi chơi hai anh em thế này. Mấy khi sang Nhật mà có cơ hội để mà ăn uống như thế này hả? Kỷ niệm. Ok luôn. Cảm ơn mọi người nhá. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo nhá. Nếu thấy hay bổ ích thì có thể cho Hùng xin một like, một lượt đăng ký để đăng ký ủng hộ kênh cho Hùng nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye. Cảm ơn mọi người video tiếp theo. Thanh niên sắp chết rồi mọi người ạ. Ăn uống xong rồi giờ giống như kiểu mà sắp chết rét. Lên cái dốc cao thế. Trời ơi. Đấy, cuộc vui đâu có lúc tan thôi. Một thằng một đường thôi. Một trưa 48. Để chia tay thôi. Trên con chiếc phường hoang lửa. Vui lắm mọi người ạ. Sáng nay đi làm rồi có thời gian mà đi trải nghiệm thế này thú vị lắm mọi người ạ.